Nè, cái cọ này á là cái cọ số 14. Thường mới học á mình học 14 hoặc 16. Còn cái bọ cọ 18 nó to lắm. Nếu mà kêu qua Mỹ thì người ta có thể xài 16 và 18 đúng không? Nhưng mà mình đang học thì mình dùng 14. Lý do tại sao dùng 14? Vì lý do là cây cọ, cái lông cọ nó ít hơn ha. Thì khi mình nhúng với ly quịch đó, mình chùi này kia nọ, nó đỡ hao ly quịch cho chị được không? Còn cây cọ kia chị nhúng vô già trái cái nó hết trơn à. Tại vì mình mới học, mình vỡ lòng mà mình chưa biết gì hết, thì mình xài ly quịch rất là hao và rất là phí ha. Thật ra được chính điều đó mà em hay kêu mọi người là mua 14 hoặc là 16, được chưa? Rồi ok, thì cái mặt hàng chữ là mặt chính của cây cọ, được chưa? Cây cọ đẹp là như thế nào? Cây cọ đẹp khi về xài ra nè, nó có đường cong như thế này nè. Đường cong theo của cái móng tay của mình nè, ngay chỗ đường cuticle nè, đây đường cong chỗ này nè, mình đặt vô cái nó cong nè, chị hiểu không? Thì cọ bọc nó sẽ tròn ở đây đẹp. Còn cây cọ mà khi chị bóp như thế này, bóp xuôi theo chiều lông cọ rồi mà nó có đầu nhọn, đây là cây cọ đó là không có chuẩn. Bởi vì đầu nhọn đưa vô nó đâu ấy, nó nhọn ngay đây nè. Mình không có làm được ha. Và những cái cây cọ mà có lông như thế này là phải cắt nó đi, không có để nha. Tại vì sao cắt, cắt lông cọ là cắt làm sao? Mình bẻ ngược xuống tới đây rồi mình cắt, chứ đừng có rút rút cái lông đó ra. Mình rút ra thì cái chân nó sẽ bị lỏng và nó sẽ bị bung ra ha. Cây cọ này bấm cũng chưa được ngay nha, nó bị sai ngay rồi. Giờ đợi em bấm lại cho chị cái nha. Ngay giữa nè ha, kéo cửa lại bấm đường cọ nè. Rồi ok cho chị rồi đó, được chưa ha? Rồi ok. Rồi cây cọ này nó sẽ chia ra làm 3 phần, nó sẽ chia ra làm 3 phần ha. Cái lông cọ này chia làm 3 phần, 1 phần, 2 phần, 3 phần, được không chị? Cái lông cọ chia ra làm 3 phần nha, từ đây ra xuống đây em chia làm 3 phần, 1 phần, 2 phần, 3 phần. Những móng tay lớn như thế này, những ngón cái nè, ngón giữa là những ngón lớn, hoặc là mình đặt bột móng dài ha. Thì mình lấy nước, kỹ thuật mình lấy nước như thế nào? Mình nhúng cọ vô đây, mình nhúng cọ vô đây, được chưa? Mình nhúng cọ vô đây ha. Nhúng cọ là sao? Đặt và nhúng xè nè, chứ không có chọt gì hư cái đầu của lông cọ. Đặt này xè nhẹ nè, rồi mình gạt nè, gạt 1 phần của lông cọ là dành cho những ngón nước, ngón lớn là cái cỡ cỡ này là nó vừa nè, chị hiểu không ha. Còn nếu như những ngón nhỏ hơn như thế này thì mình nhúng cọ vô đây, mình nhúng cọ vô đây, mình gạt 2 phần của lông cọ, được chưa? Cái cọ chia ra là 3 phần mà, đúng không? Là dùng những ngón nhỏ như thế này. Còn những ngón nhỏ vậy thì mình nhúng vô đây, mình gạt 2 phần rưỡi, được chưa? Rồi chị kịp không? Trong lúc giảng cái gì chị không hiểu chị cứ hỏi thoải mái, kiến thức em bao la. Chị muốn hỏi chị hỏi là em trả lời. Tí nữa là làm cô cũng phải biết nè. Dạ rồi, nhưng mà em dặn chị cái gì không hiểu thì cứ hỏi ha. Rồi ok. Rồi nhúng cọ là nhúng sao? Nhúng vậy. Cầm cọ là cầm tư thế cọ như thế này, được chưa? Nè tay nè, hai ngón này cầm đây nè, cầm đây nè. Không cầm xa quá nó sẽ chế giới cọ, cầm gần vậy thôi, được chưa? Cầm gần ở chỗ cái này ha, cầm gần vậy, nhúng cọ vô nè ha. Ngón tay này mình giữ nè, mình gạt nè, đúng không? Hoặc là mình giữ này, hoặc là mình giữ ngón áp, mình giữ ngón nào cũng được hết. Mình giữ đây chi? Để cho cái ly này nó không bị lật. Còn nếu như chị dùng cái chung này nè, chung này nè, nó lật hoài à. Ở nhà em rửa ly quịch hoài lâu, nhà ly quịch nhà em sang lắm, tầng lao ly quịch chữ mấy không à ha. Đó là nhớ nha, phải giữ kỹ nha. Nhúng cọ vô gạt vậy, nhúng cọ vô gạt vậy, nhúng cọ vô gạt vậy, được chưa? Nhúng cọ vô gạt 1 phần lông cọ, nhúng cọ vô gạt 2 phần lông cọ, nhúng cọ vô gạt 2 phần rưỡi lông cọ, được chưa? Ha, em làm một lần nữa chị coi kỹ thuật của em nha. Nhúng coi vô nè, không có đặt vậy mà đặt là đặt xéo ra cọ nè, đặt xéo đè xuống nè, nè nhúng hết cọ chứ không phải nhúng hơi vậy, nó đâu có sạch được cọ. Đè xuống nhúng hết cọ, gạt 1 phần lông cọ, được chưa? Gạt đúng có 1 lần nè, nhúng nè, gạt 1 phần chứ mới gạt vậy là không phải, được chưa? Nhúng vô gạt 1 lần, nhúng vô gạt 2 lần, nhúng vô gạt 2 lần rưỡi, được chưa? Bây giờ chị lấy cây cọ kia ra, chị lấy cái chung kia, chị làm cho em liền. Kẹp lại ở giữa, đúng rồi, giữ vô nó kẹp lại rồi. Không có cầm gì, cầm gì là cầm viết rồi. Mình cầm gì? Cầm giống như ông đồ viết thư pháp vậy đó nè, cầm vậy nè ha. Đây cầm gì đây, đây ngón giữa, ngón giữa vô đây giờ nha. Rồi ngón giữa đặt đây, ngón cái đặt đây, ngón trỏ điểu vô nè, được chưa? Mà mình cầm nè, nè cầm nè, thấy không? Cầm ở chỗ cái dẹp dẹp nè, chứ đừng cầm bên sống nè. Cầm chỗ dẹp dẹp nè, cầm chỗ dẹp dẹp, đúng rồi nè, cầm chỗ dẹp dẹp nè, được chưa? Rồi ngón giữa giữ như vậy nè, được rồi, được chưa? Rồi bắt đầu nè, nhúng cọ vô nè, nhúng cọ vô đi bịch, gạt 1 phần, nhúng vô gạt
hai phần, nhúng vô gạt hai phần lưỡi, được chưa? Mà cầm thấp xuống chút xíu giùm em coi. Đúng rồi, rồi nhúng vô gạt cái ngón này tựa vô làm điểm tựa, rồi nhúng vô, rồi tựa vô bắt đầu nghiêng cỏ nè, nhúng vô gạt, giữ vô coi ngón áp giữ vô cái chung nào, đúng rồi, ok, nhúng vô gạt một phần nè, nhúng vô gạt hai phần, nhúng vô gạt hai phần rưỡi, được không chị? Vâng. Hiểu không chị Dung? Ok vâng. Ha, nhúng vô gạt một phần, nhúng vô gạt hai phần, nhúng vô gạt hai phần rưỡi. Do you understand? Vâng. Ok ha. Đây. Rồi. Đây. Rồi đây làm đã cây, nhúng vô cây. Tay tay thường là làm vậy nè. Dạ đúng đó thôi, rồi rồi chị làm sao mà chị dễ rồi, đây, nhúng đây, vô. Đây, đây, rồi chị nhúng vô đi, chị gạt. No, chị làm vậy này cái tay thì sẽ bị đụng vô đây nhiều lắm. Chị giờ chị nhúng đây đi ha, rồi chị cầm vậy đi nha. Rồi chị ngón áp đây từ từ làm giống tay của mình đấy. Rồi rồi nhúng vô ngón áp làm điểm tựa coi. Cái này ha. Con này lên thì tập đi mới mà kiên trì lên. Khó chị mới qua từ Mỹ chị về chị gặp em chứ, rồi cầm đây đi. Rồi ngón ngón giữa đặt vô đây. Đúng rồi rồi ngón áp mình sẽ làm điểm tựa đây, làm chậm không cần nhanh. Rồi bắt đầu nhúng vô coi, giữ cái chung. Nhúng vô, đúng rồi, tay giữ cái chung, tay giữ cái chung. Nhúng vô, gạt một phần. Nhúng vô, giỏi lắm, gạt hai phần. Ngón giữa chạm vô đây coi. Chạm vô đâu? Chạm đây đúng à. rồi. Nghiêng, nghiêng móng lại, nghiêng nghiêng cái này là dễ liền đúng không? Nhúng vô, giờ nhúng vô, gạt một phần. Chị gạt từ cái miếng nhựa này, chị gạt xuống nè, nhúng vô nè ha. Nè miếng nhựa đây nè. Gạt từ miếng nhựa nè, chị kéo miếng nhựa đây, gạt xuống nè, không? Rồi gạt một phần. Đúng không? Rồi nhúng vô từ miếng nhựa, chị vẫn miếng nhựa đi nha. À, miếng sắt cái miếng nóc á, hai phần nghiêng xuống nhúng vô hai phần rưỡi, được chưa? À. Ok làm lại cho em, rồi cầm cái cọ lại coi, cầm cái cọ ngón giữa chạm vô coi, tại sao em bắt chị chạm vô để cho chị quen đi, rồi nghiêng như thế nào? Vô đây là khó. Đây là thật, cứ tập lên mới học mà căn bản mà, cố gắng đi, I love you bạc bạc, cố gắng lên, nhúng vô một phần, nhúng vô hai phần, nhúng vô hai phần rưỡi, giỏi lắm, tiếp tục đây nè. Nhúng vô một phần, nhúng vô hai phần, nhúng vô hai phần rưỡi, cứ tập cho quen làm tiếp tục. Từ miếng nhựa đi xuống không có gạt lên chừng, từ miếng nóc á, từ thanh đi nóc chị kéo xuống, nhúng vô rồi gạt một, gạt hai phần, gạt hai phần rưỡi của lông cọ, được chưa? Làm lại cầm cọ ra. Em nhúng cọ vô đây nha, nhúng vô nè đúng không? Em gạt mặt bên này xong em lăn cọ qua đây, em gạt mặt bên này, được chưa? Ha, làm lại nha, nhúng cọ vô đây, gạt mặt bên này, lăn qua gạt mặt bên này, được chưa? Làm lại nha, nhúng cọ vô đây, gạt mặt bên này, gạt mặt bên này, gạt mặt bên này ba lần, ha, và làm bóng ly quạch, làm bóng bột, được chưa? Rồi làm lại nha, nhúng cọ vô nè, nhúng cọ vô nhìn nha, rồi nhúng cọ vô nè, ha, gạt nè, thấy chưa? Thấy tay em cầm bông nha, ha, lăn qua em gạt nè, lăn qua em gạt lại, nè. Được không? Nhúng vô nè, gạt qua nè, được chưa? Nhúng vô nè, lăn qua gạt nè, lăn qua gạt nè. Được không? Để chị làm cho em coi. Đây dịnh chung được kìa. Cầm rõ lại kìa. Cầm đúng tư thế cọ lại kìa. Cái tay nè. Rồi ok. Rồi nhúng cọ vô. Rồi gạt mặt này. Rồi quay qua gạt mặt này. Rồi đúng rồi. Nhúng vô. Nhúng vô. Gạt mạnh đi. Gạt mạnh đi. Gạt mạnh. Mình gạt mạnh nó mới hết được ly quịch. Nó chưa lại trong cái cọ thôi. Chứ nhiều quá nó sẽ bị nhão bột nữa chị thấy không? Và nó tèm lem trên tay người ta. Ha, làm lại nha. Nhúng coi nè, chị cho em gạt xè cọ nè. Nè nhúng nè, gạt xè cọ nè. Em gạt xè cọ nè. Còn chị gạt cái hơi kìa. Không, đặt mặt nha. Gạt xè cọ nè, chị thấy em xè cọ không? Nè nhìn nè. Đấy, xe đi. Xè nè, xè nè. Rồi quay qua xè nè. Rồi, ha nhúng nè, xè cọ nè. Xè cọ nè, xè cọ nè. Rồi. Được chưa? Vâng. Ha, rồi chị làm mấy thao tác lại cho em đi. Làm cho nó quen nè. Tiếp tục tập làm nè, cho quen tay nhanh tay nha. Tiếp nữa đi, cứ làm tới làm luôn cho em. Trước khi mà mình làm á, cái móng này mình sẽ cầm nghiêng vậy. Chị lấy một móng này chị cầm nghiêng giống như em. Chị sẽ cầm nghiêng vậy cho em. Cầm nghiêng như thế này. Đây nè, em cầm nè. Chị làm sao mà giống y chang em. Đúng rồi, được chưa? Vâng. Y chang rồi đó ha. Nhớ lúc nào móng này cũng phải nghiêng, được không chị? Móng nào lúc nào cũng phải nghiêng ha. Rồi nè ha, trước khi mà mình làm á, mình nhúng cọ vô ly quịch, mình gạt nước cái, mình vuốt nhẹ đi. Chị biết tại sao vuốt vậy không?
nó trơn hả? Cho nó trơn ha, tại mình đắp bột nó trơn, nó chảy xuống nó dễ, còn nếu mình không vuốt nước vậy thì mình đắp nó dễ bị đứng lại lắm. Ha, bột nó không được trơn ra nó không có đẹp, được không? Vâng. Ha, rồi chị vuốt cho em coi, vuốt này coi. Chị vuốt ra, đúng rồi, vuốt nhẹ xuống nè, nhẹ xuống, rồi ok, được rồi ha, hiểu ha. Rồi tiếp tục kế tiếp ha, lấy bột là mình sẽ lấy như thế nào? Đặt cọ vô, gạt một phần, được chưa? Rồi chị coi sao giai đoạn này Phan làm, nhìn em chị hướng dẫn nè. Đặt cọ vô, gạt một phần, sau đó lấy bột á, mình sẽ lấy cái cọ nè, ngón út mình đặt qua đây, cái mặt cọ nó quay về cái hướng cái mặt của mình nè, quay vô lòng mình nè, hiểu không? Để mình lấy cọ, mình hơi nghiêng nè, mình lấy cọ, mình lấy nè bột nhịp hai nhịp mình dở lên luôn, thì mình sẽ thấy được cái lượng bột mình lấy nhiều ít. Còn chị lấy ngang, cái tay mình nó che mình không thấy được mình lấy được lượng bột bao nhiêu, hiểu em không? Thành ra chị lấy cái cọ, cái mặt cọ nó phải quay vô hướng cái mặt của mình, thì mình vô mắt mình mới nhìn thấy được cái lượng bột mình lấy bao nhiêu. Ví dụ một nhịp hai nhịp chị lấy chị dở luôn, chứ đừng một nhịp hai nhịp cái chị dở lên chỗ này thì bột nó hòa vào ly quỳnh thì nó sẽ chảy và nó chảy tọn tọn xuống đây, được chưa? Ha, rồi cái thứ nhất. Cái thứ hai là khi mà chị lấy bột á, chị lấy bột chị không có tọt xuống vậy, không có tọt thẳng xuống vậy lên là sai, dính hai mặt vậy là sai, được chưa? Như vậy là sai nè ha. Ok. Gạt nè, nếu mà móng nhiều, móng lớn giống như này là móng lông lớn là đúng không chị? Đúng không? Thì em nhúng em sẽ gạt nhiêu? Gạt một phần của lông cọ, đúng không? Nè em nhúng nè, em gạt một phần lông cọ ha, và em lấy nè, nhìn nha, một nhịp hai nhịp em dở, cái em dở lên luôn, em dở lên luôn, sau đó em nghiêng xuống đây nè, em đặt xuống đây nè, được không chị? Em nhón cọ nhẹ nè, em gươm vô nè, em nhón cọ em gươm vô nè, em gươm nhẹ vô nè, em gươm hai bên nè, em đặt cọ nhẹ đây nè, được chưa? Nè mình cho nó vô giữa nè chị, chùi cọ rồi nhúng cọ dây ly quỳnh gạt hết nước, bắt đầu em mới tiếp ly quỳnh em vô đây, chị hiểu không ha? Rồi em được không? Em vuốt hạ hai bên này nè ha, vuốt bên này nè, vuốt bên này nè. Tiếp đi quỳnh nè, chị thấy em tiếp không? Vâng. Em tiếp vô nè ha. Rồi trường hợp như mình làm thiếu thì mình sẽ làm như thế nào? Gạt nè, nhúng cọ nè, gạt hai phần rưỡi nè, em mới giảm chị hai phần rưỡi. Vâng. Em lấy một chút xíu bột đây, được chưa? Em đặt ở vị trí này, cái chỗ nào thiếu em sẽ đặt vị trí này, và em hơi ngửa cái móng lên, rồi em vuốt ngược lên, được không? Em vuốt ngược lên, sau đó em chùi cọ, em đi xuống đây, em lại vuốt ngược xuống ra lần nữa đó, em chậm nè, em lấy ra nè, được không ha? Rồi sao đem chuột vuốt ra lần nữa, hả chị? Giờ em làm lại nha, được chưa? Vâng. Rồi xong sau đó gạt một phần nè, em lấy nè, một nhịp hai nhịp em dở lên, được chưa? Phải để chín bột nha. Đặt vô đây, nhón nhẹ đây ha, nhón nhẹ đây, đặt đây, rồi nhón nè, em nhón nè, chỗ này em bấm cần nó lại nè chị ha. Chỗ này lại, còn này mình cho nó ra giữa nè, mình bấm ra giữa đi ha. Rồi đây mình nhón đây nè, rồi mình bắt đầu mình vuốt nhẹ nè, vuốt nhẹ, chị thêm vuốt nhẹ không? Vuốt nhẹ thì vậy hả? Vuốt nhẹ thôi chứ mình đâu đè nó được ha, mình vuốt nhẹ nó nương nương nó vậy nè chị, nương bên mặt bên này nè, nương mặt bên này nè, nương nè ha. Rồi ok, cái nào mãi thì mình đẩy nó qua đây, được chưa ha? Mình dưới xuống nè, mình dưới xuống nè, được chưa? Nè mình cho nó qua nè, gạt xuống nè, chậm nè, lấy ra nè, gạt xuống nè, chậm nè, chậm là chị chậm ở trên này nè ha. Rồi chị quay, chị lấy cái mũi chị gạt ra, chị đừng có lấy cái thân chị gạt ra, nó sẽ hư lông cọ của mình, hiểu không? Mình lấy cái mũi mình gạt ra vậy, xong mình sẽ lấy bằng cái đầu này mình lấy ra nè, hiểu không ha? Đó, lấy ra nè ha. Rồi xong sau đó chùi cọ nè, rồi mình nhúng cọ luôn vô mình gạt hết nước nè, mình tiếp tục mình vuốt nữa nè, rồi mình chậm cọ nè, mình dùng xếp cọ bên này mình đẩy nè, dùng xếp cọ đây nè, chị hiểu không? Chị đừng có gỡ ra liền nha. Chị học á, ngày hôm nay chị làm hết như đây bột, chị làm xong chị để đi, em còn dạy chị mài dũa, chị gỡ ra lấy đâu chị mài chị dũa, nhớ nha. Ha, vô ly quỳnh rồi nhúng vô, rồi gạt, gạt
gạt ít thôi, chị gạt nhiều quá mấy được một cái thôi rồi, nhưng không giữ lâu quá là liên quật nó xuống hết trơn rồi. Rồi đúng rồi, gạt cái đi, gạt giống như hồi nãy em chỉ gạt một phần thôi, gạt một phần rồi lấy ra, rồi bắt đầu nghiêng xuống, nghiêng tay xuống chấm vô vô coi, chấm vô chấm bằng ngón út đi, chị chấm bằng ngón áp nó sẽ dài đúng là con ngón út rồi. Rồi nè, quay cái này vô chị nè, quay vô mặt nè, vô mắt hình nè, đúng không? Rồi đặt xuống nè, một nhịp hai nhịp kéo lên luôn, hiểu không có vũ ha, để cho nó sao, để cho nó chín bột xong chị đặt, đặt cỏ vô nhón cỏ nhẹ, đúng rồi. Rồi bắt đầu chui cỏ, gom từ bên này, gom từ bên này nè ha, nằm cỏ xuống nè, do kỹ thuật của mình không biết cách nè, từ từ nha, đặt qua đây hiểu không? Rồi nè, thấy em làm không, em vuốt nhẹ nè, thấy chưa nè, vuốt nhẹ bên này nè, do kỹ thuật mình đặt sai cỏ thì nó khô hiểu không? Rồi mình chùi kìa, mình chùi nè, chùi cỏ nè, nhúng cỏ vô, mới đầu mà chị, mới đầu chị còn cứng tay, chị làm nó hơi chậm thì đương nhiên nó sẽ bị khô, chị hiểu không? Ha, đừng có vuốt giữa nhiều quá, mà vuốt bên này xuống đây nè, bên đây chị vuốt, bên này đi xuống đây nè, ở giữa mình vuốt ít tay, mới đầu nó dày cãi nè, giờ làm món khác vị, đúng rồi. Rồi nhúng cỏ vô, rồi rồi nhúng sao, kỹ thuật nhúng sao nãy em dạy, nhúng sao sai rồi, nhúng sao đúng rồi, đúng rồi. Rồi gạt nhẹ thôi, nó gạt nhiều quá là sẽ lấy một phần thôi đấy. Nó út chống vô đấy nè, một nhịp hai nhịp lấy lên luôn được chưa? Rồi xong sau đó đặt vô nè, đặt cục bột vô nè, rồi chúng ta chị nhón nhẹ xuống đây, rồi chị ôm bên đây, chị ôm nhẹ nhẹ vô đây đúng không, bên này chị ôm nhẹ nhẹ, cô giáo đang cầm tay chị đừng có ấy, cô giáo đang dạy chị mà ha, đúng không? Ôm rồi được chưa? Rồi bên đây ôm qua đây xong chị nằm nhẹ xuống nè, hiểu chưa? Chị để em làm, em chỉ cảm giác thôi, em làm em cầm cho chị, chị biết cảm giác là chị nương cái độ cứng độ mềm của cái nó như thế nào, chị hiểu không? Nè đây chị gom vô nè, ôm vô nè, hiểu không? Đây chị nghe lăn qua đây, chị ôm vô nè, được chưa? Ha, rồi chị gạt xuống nè, ha, nó đủ rồi thì thôi, được chưa? Ha, mới căn bản từ từ thôi ha. Rồi chùi cỏ đi chị, không có vuốt nhiều chị. Rồi nhúng gạt ít thôi, không gạt nhiều. Rồi ok Ngân, rồi lấy bột, rồi sạch sẽ rồi cô, chấm bằng chấm ngón út, chấm ngón út. Rồi một nhịp hai nhịp, giờ dở lên ha, nằm dài đây ra, dạ đúng rồi, nằm xuống nhón ra từ từ. Mới ai cũng vậy á. Rồi chùi cỏ đi chị, chùi cỏ đi, nhúng cỏ vô ly bịch, gạt hết nước luôn, gạt hết nước luôn. Rồi đúng rồi, vô ha, ở giữa mình không có vuốt nhiều, mình vuốt hơi thôi à. Ha, mình vuốt ở giữa nhiều á thì bên hai bên này nó sẽ bị bự ra, nó phình ra, mình đè ở giữa hai bên này sẽ bị bè ra, nó sẽ bị bụng chữa, đúng rồi thôi. Dạ đúng rồi, mình chủ yếu là mình vuốt hai bên đây, ở giữa lâu lâu chỉ vuốt nhẹ đây thôi à. Mình giữa hai bên đây mình vuốt đây thì nó sẽ đi xuống, chị hiểu không ha? Thấy chưa? Ha, xong em lấy nè, một nhịp hai nhịp nè, em giữ nè, được chưa? Em giữ, em đặt đây, em đặt đây ha. Rồi em nhón cọ vô đây, em nhón cọ vô đây ha. Rồi em vuốt nè, em vuốt nè, mình ví dụ nãy mình cứ đưa vô rồi chị, mình cứ đưa vô từ từ ha. Rồi mình chỉnh nè, vuốt nhẹ nè, thấy em vuốt nhẹ không? Đó, vuốt nhẹ nè, vuốt thật nhẹ không? Vuốt thật nhẹ luôn. Còn chị là chị đè nè à. Chị đè nó dẹp mà chị không? Còn người ta là người ta phải vuốt nhẹ nhẹ vậy nè, ta vuốt nhẹ nhẹ nó. Khi chị thấy em đè cái nó bị bè hai bên không? Cái người lại giữa nó bị mốt và hai bên nó bị bè à. Chị hiểu em đó, nên ra mình không có đè, mình không có đè nha. Đó bây giờ nhiều khi em quay là em quay clip hay em hay gọi ghẹo mấy bạn học viên đấy, khoái đè quá em, ham đè dữ đó, là vậy đó ha. Tại khi mà chị đè thì nó sẽ sao, nó sẽ bị, nhớ một điều là chị đè thì nó phải tản ra hai bên chứ chỗ đâu mà nói, đúng không chị? Nó phải tản ra hai bên đó, thành ra tốt nhất là mình làm là sao, mình vuốt nhẹ nhàng hai bên này thôi chứ mình không có đè ha. Rồi bên đây mình ém phơm, bên này mình đè thì nó sẽ bị mất cái phơm của mình đi chị, tại mình học phơm cho đẹp mà đúng không? Bên đây mình gom, bên này vô nè, tư thế bên này mình gom vô nè chị,
chị hiểu không? Đó, gom bên này, gom đây nè, rồi xong mình gạt nè ha, đó ha, em gạt nè, để cho nhúng gọi nha, em gạt nè ha, rồi rồi em lấy nè, một nhịp hai nhịp em dở lên được chưa, em để cho chín bột em mới đặt vô ha, em đặt chín bột em đặt vô nè, đó em làm quen thì em không cần em vuốt, em cần vuốt cái kia nhưng mà chị phải vuốt nha, chị phải vuốt nước trước khi em làm nha. Còn em làm vuốt nước không vuốt nước gì nó cũng trôi trơn trọi ha, tại vì em đã quen rồi đó. Đây nè, em đặt vô giữa nè, em nhấn nè, thấy không, rồi em chùi cọ nè, em nhúng cọ vô lưu vịt, em gạt hết nước nè, thấy chưa. Mấy em làm từ từ nè, em nhúng cọ vô nè, này là natural, nó gần gần như lia, mặt lia nó hơi nghiêng qua natural, nó thuộc dạng là soft white này hả? Dạ, nhưng bột thường mà người ta đắt. Dạ đúng rồi, đó là nó là nó là dạng dạng giống như là natural ron đó chị. Nó dạng nhưng mà nó phải là lia, nó phải là, nó mới trong như lia, nó hơi ngà ngà. Nó dạng là soft white á, loại này nó tốt á, loại soft white á. Nghĩ thì nó phải tỉ mà bột bột này dễ đắt hả? Cũng nói chung cũng giống như ở đây. Cũng thế thôi. Nè, vuốt ngược lên nè, chị thấy kỹ thuật không? Em vuốt ngược lên nè. Em chỉ kỹ thuật vuốt ngược lên chị nè. Thấy không? Thấy không? Rồi đây em gạt nước nè ha. Em chỉ nhiều kỹ thuật để chị áp dụng ha. Rồi đây nè, em đi nhẹ xuống nè. Ha, em đi nhẹ xuống nè. Xuống nè, đi xuống nè. Chị thấy em vuốt không? Nè, đó em vuốt nè, chị nhìn thấy em vuốt nhẹ nhàng không? Đó, người tợ neo mình làm giống như múa vậy đó ha, mình không có làm mạnh bạo hả chị. Mình làm gì cũng nhẹ nhàng á, rồi nhẹ nhàng nó mới đã chứ. Chị mà đè quá nó đâu được, đúng không? Nên nhìn nó đã không đẹp không? Không à, đúng rồi, làm gì cũng phải vậy hả. Nè đây nè, đây nè, đây vô nè, em vô nè, rồi hòa vô nè, rồi xong nè, thấy chưa, xong cắt nè, vô nè, nào dư thì mình chặt đi. Và sao cô làm nó lâu khô mà mình làm xong mau khô vậy chị? Dạ vậy chị từ bên Mỹ mấy chị mới về chị tìm em chứ. Dạ chị mới đóng em 10 triệu chị học chứ, đúng không? Ha, nói chung là tại vì chị mới, chị chưa có cách giữ được liên quan, chị chưa biết cách control được cục bột, chị hiểu không? Cục bột nó chưa có nghe lời chị, cục bột chưa nghe lời chị, nó chưa ngoan chưa hiền ha. Rồi chị làm từ từ ha. Rồi ok, cố gắng lên.